tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. An Thái Auto ngày hôm nay gửi tới mọi người một lời chúc luôn luôn mạnh khỏe. Hôm nay video mà An Thái Auto muốn gửi tới mọi người đó chính là Hyundai Volue 2020. Đây là mẫu crossover nhỏ nhất của Hyundai từ trước đến thời điểm hiện tại, được trình làng lần đầu tiên tại triển lãm ô tô New York 2019 và được lấy cảm hứng từ người đàn anh Hyundai Kona. Phân khúc khách hàng mà hãng Hyundai hướng đến là những khách hàng trẻ tuổi và lần đầu tiên sử dụng xe. Giới thiệu chung về Hyundai Volue 2020 sở hữu kích thước tổng thể là 4036 x 1770 x 1565 cùng chiều dài cơ sở là 2520mm. Trong một cuộc phỏng vấn ngắn với ông Visakjan, giám đốc kinh doanh của Hyundai tại Ấn Độ cho biết sự thành công của Volue 2020 tới từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Hyundai trong suốt thời gian qua nhằm mang lại một sản phẩm hoàn hảo, tiện lợi, trẻ trung, năng động và giá thành có thể hướng tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Về phần ngoại thất của Volue 2020 sở hữu thiết kế đầy cá tính với các đường nét nổi bật đậm cùng với vẻ bề ngoài cơ bắp đặc biệt điểm nhấn ở phần đầu và đuôi xe của Volue 2020 nổi bật với đèn nét hiện đại cùng bộ la răng tùy chọn bản 15 inch hoặc 17 inch. Nội thất của Volue 2020 ở phân khúc này thì người dùng cũng không thể mong đợi một nội thất sang trọng đẳng cấp với các vật liệu cao cấp. Tuy nhiên, Volue 2020 cũng không làm người dùng vọng khi các chi tiết trên xe sử dụng nhựa cứng, bề mặt giả vân da, ghế ngồi bọc lỉ, vô lăng nhìn khá sang trọng khi sử dụng chung một thiết kế với một số dòng xe cao cấp của hãng Hyundai. Và được vạch ra, Volue 2020 sở hữu những trang bị cơ bản như vô lăng bọc da, cửa sổ trời chỉnh điện, sạc không dây, màn hình thông tin giải trí 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, ba lúm xoay điều chỉnh màn hình và nhiệt độ, camera lùi, màn hình thông minh 3,5 inch trong bảng đồng hồ. Nhìn tổng thể và bao quát ta có thể nhận thấy sự thoáng mắt rộng rãi của cabin xe. Điểm cộng nhiều nhất của xe là Hyundai không cắt giảm quá nhiều các hệ thống điện tử hỗ trợ người lái, trang thiết bị tiện nghi trên Hyundai Volue 2020. Trong khi các mẫu mới xe khác của Hyundai chuộng cần số tích hợp núm bấm thì Volue được trở về với kiểu thiết kế truyền thống nhằm tiết kiệm chi phí cũng như đơn giản hóa các thao tác khi điều khiển xe, giúp người lái thao tác dễ dàng hơn, đặc biệt với những người lần đầu tiên sở hữu xe. Tuy là một mẫu crossover cỡ nhỏ, nhưng các kỹ sư của Hyundai hết sức thông minh và khéo léo, thiết kế cho xe có khoảng không gian nội thất, sở hữu chiều cao hơn so với người đàn anh của mình lên đến 15mm, tạo cảm giác rộng rãi trong không gian xe. Hyundai Volue cũng cùng với xu thế của thị trường toàn cầu trang bị cho xe hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện băng qua khi đang lùi xe, cảnh báo người lái. Ngoài ra, trên Volue 2020 còn có chế độ đường tuyết tăng độ bám đường khi di chuyển qua các cung đường trơn trượt. Khoang hành lý của xe khá rộng rãi, đủ để vừa hai vali cỡ trung, tiện dụng cho gia đình khi đi xa hoặc đi du lịch. Ngoài ra, hàng ghế phía sau có thể gập 40-60, giúp gia tăng không gian chứa đồ. Cùng với đó, Volue cũng có tính năng mở cửa không cần chìa. Động cơ của xe tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Volue 2020 cho ra mắt với 3 phiên bản. Động cơ 1.0 sử dụng hộp số sàn 6 cấp, công suất 118 mã lực, mô men xoắn là 172, và động cơ 1.2 hút khí tự nhiên cho ra công suất 82 mã lực, mô men xoắn là 115. Động cơ 1.4 diesel tăng áp cho ra công suất 89 mã lực, mô men xoắn là 220. Hệ thống dẫn động cầu trước FWD. Khách hàng có thể lựa chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc vô cấp thông minh. Giá bán của xe xin mời anh em hãy ghé qua các showroom hoặc đại lý của Hyundai thành công để được nhận những ưu đãi và khuyến mại cũng như được tự tay cầm lái chiếc xe này. Xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người hãy nhớ ấn vào đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Thank you.